Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị có những tin breaking news sau đây trước hết là về tỷ lệ thất nghiệp. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Bộ Lao động cho biết là trong tuần vừa qua có thêm một .48 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. À, đây là cái mức độ mà coi như là thất nghiệp giảm xuống, vẫn là có tăng nhưng mức độ tăng nó giảm xuống nhiều so với mấy triệu của những tuần trước đây. Và đây là tuần thứ 14 liên tiếp. Xin <laughs> lỗi quý vị, tuần thứ 14 liên tiếp mà mỗi tuần nước Mỹ có hơn một triệu người thất nghiệp. Uh, và cái số người này vẫn tiếp tục uh, xin uh, nộp đơn xin trợ cấp trong khi tình hình kinh tế tiếp tục đi xuống vì lý do là Covid-19. Thì nếu mà quý vị so với lại uh, con số mà hồi uh, tháng 2 đó uh, thì là khoảng mỗi thân, mỗi tuần mà là khoảng cỡ một cỡ khoảng 200.000 người và đây là cái con số mà nếu mà tính mà mà theo kỷ lục đó một tuần đó thì năm 1982 một tuần có 695.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Nhưng mà tính trong năm nay thì nếu mà tính từ hồi tháng tháng 4 đó, tháng 3 nó bắt đầu là cái số người thất nghiệp nó tăng cao đó là khoảng cỡ là hơn 1 triệu. Sau đó đến tháng 4 đó thì thưa quý vị nó lên tới con số là tới khoảng 7 triệu, gần 7 triệu một tuần gần 10 triệu một tuần à, xin lỗi và dạ, tháng 3 và tháng 4 bắt đầu nó lên à, mỗi tuần là cái tuần đầu tiên của tháng 4 đó thì là nó lên là 3 hơn 3 triệu sau đó nó lên gần 7 triệu rồi xuống dưới một chút xíu cũng khoảng 7 triệu rồi xuống khoảng 5 triệu rưỡi và dần dần xuống tới còn 4 triệu rưỡi và đầu qua tháng 5 đó thì cái tuần đầu tiên còn dưới 4 triệu rồi à, qua đến tuần thứ nhì là hơn 3 triệu một chút qua cái tuần thứ ba thì uh, à, ở ờ, dưới 3 triệu và bắt đầu tới tuần thứ tư đó thì là trên 2 triệu à. và bắt đầu cái tháng 6 này đó thì coi như tính mà tính 4 tuần như vậy đó cái tuần đầu tiên là dưới 2 triệu rồi sau đó là khoảng 1 triệu 6 1 triệu rưỡi và bây giờ là 1 triệu 480 ngàn con số vẫn còn tăng nhưng mà tăng theo chiều hướng giảm thì cái đây là một cái điều ờ uh, rất là gọi là lạc quan cho nền kinh tế của Mỹ sau khi Covid-19 à, uh, bị là ba tháng trời đóng cửa thưa quý vị thì đó là tin tức về lao động à, cập nhật quý vị sáng sớm ngày hôm nay à, sáng sớm ngày hôm nay có một cái tin vui cho tổng thống donald trump đó là tối cao pháp viện vừa đưa ra phán quyết 72 à, không cho những cái người mà gọi là xin tị nạn hoặc là đi vào mỹ bất hợp pháp à, xin tị nạn và được ra tòa để xử một cách gọi là công bằng nó gọi là à, cái từ ngữ trong uh, ngôn ngữ nó gọi là habit corpus Habit Corpus tiếng Latin có nghĩa là bất kỳ một ai uh, trước khi bị bắt hay bị làm gì đều phải được đưa ra xử một cách gọi là công khai ở tại tòa án của Mỹ. Tuy nhiên trong trường hợp này thì uh, cái người mà được đâm đơn kiện đó là một nông gia của Sri Lanka, ông này tên là dài lắm thứ vậy, uh, Vijay Kumar Thurai Sijan, thì uh, ông này qua Mỹ bất hợp pháp và bây giờ ông bị trục xuất. Đó, ông xin là quy chế thì làm chính trị nhưng mà ông bị trục xuất ông không được thì ông mới kiện lên bảo là tôi phải được đưa ra tòa ở uh, sự đàng hoàng xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi hình ảnh HD âm thanh rõ ràng chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play Apple Store Roku hoặc Amazon